Thế gian này sao trái ngang, tôi sinh ra mang tâm tính lạ thường, sống giữa đời xác thân tôi, người đời luôn xa lánh và thị phi. Đến bây giờ tôi mới hay, tình tôi yêu là tình yêu khác thường. Trái tim này đã yêu người, kể từ nay xin được là của nhau. Tình là dây oan gây thương đau, về đâu trong mưa bay người ơi, khi tình mình đã chết. Xót xa tình ta khi chia xa, đành thôi anh yêu ơi, chuyện tình buồn phải chấp nhận người ơi. Nguyện cầu mong sao tâm tư con, mẹ cha luôn yêu thương đừng giận con xin tạ lỗi. Xác thân mẹ sinh ra hôm nay, lòng con ghi trong tim ơn cha mẹ, cao rộng tựa biển lớn. Ủa? Hai đứa tìm ai vậy? Dạ con chào cô, tụi con thấy cô lăn bạn đi thuê phòng á. Vậy tụi con thuê cho tụi con hay là thuê cho ai? Dạ tụi con thuê cho tụi con ở. Tụi con đang là sinh viên á, trường cũng gần đây nè, nên con tính thuê ở đây á cho tiện việc đi lại. Dạ cô cho thuê bao nhiêu một tháng vậy cô? Nếu như tụi con là sinh viên á, cô cho thuê rẻ thôi. Dạ mừng quá. Dạ cảm ơn cô. Dạ cô, vậy tụi con vô xem phòng được không cô? Tụi con dọn liền bây giờ hay là chừng nào dọn? Dạ nếu được thì tụi con dọn trong ngày hôm nay luôn á cô. Vậy thì đi vô coi phòng ha. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi. Tụi con coi cái phòng đó đi. Trời ơi cô, nhà rộng quá trời mà cô không cho ai thuê hết đâu cô. Lúc trước thì cô không cho thuê, nhưng mà sau này em cô nó buồn quá nên cô mới kêu cho thuê đó. Nè, nếu chỉ có hai đứa ở thôi á thì cô giao hết nguyên căn luôn á. Wow. Con cảm ơn cô. Con vô coi phòng này nha. Vô coi đi con. Sao được không con? Dạ cũng được. Mà cô, hả? Con xin phép vô coi phòng này luôn nha. Thôi, không được. Bất cứ căn phòng nào trong nhà này á, con đều xem được hết, nhưng riêng cái căn phòng này là không được ha. Dạ. Ở dưới này nè, còn căn cũng lớn lắm. Con xuống con xem đi ha. Nếu như vừa ý thì mình làm hợp đồng, rồi cô giao chìa khóa cho tụi con luôn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ đi cô. Đó tụi con coi đi, được không? Đó, sẵn có cái máy vi tính á, tiện cho tụi con học hành nữa đó. Dạ được, tụi con quyết định thuê phòng này nha cô. Vậy hả? Dạ. Được rồi, để cô xuống dưới cô thảo cái hợp đồng, rồi có gì cô giao chìa khóa cho tụi con luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Ê, sao thấy cái căn này lạnh lạnh quá sao mày? Tao với mẹ ở chung mà sợ gì? Mấy lần trước nó coi mấy căn kia có đâu, căn này tao thấy là xương sống à. Do mày suy nghĩ nhiều quá thôi, tao thấy căn này là tiện lắm rồi đó. Gần trường nè, đi có mấy trăm mét là tới rồi, tao quyết định thuê ở đây. Ê, đợi tao với. Thank you.
Phương, Phương ơi Phương. Giờ người ta làm bạn cúp điện à, biết cậu Giao ở đâu nữa. Cậu Giao để nằm đâu nữa. Trơn á, sợ nữa, chạy xuống kiếm mày nè. Lột cái mặt nạ xuống giùm tao cái đi. Rồi điện thoại đâu sao không mở đèn lên? Quên. Bực bội thiệt chứ. Đang làm bài gần xong rồi đó mà còn cúp điện. Biết chừng nào mới có nữa. Cúp hôm hồi có điện lại thì làm lại. Có đầu khóc. Ai khóc nào? Mày khóc thì có á. Mày không khóc, tao không khóc. Chứ ai khóc? Quên hả? Nhưng mà tao nghe thấy tiếng khóc ở trong này nè. Đi theo tao. Sao mày la lên vậy? Tao không có la đâu. Thank you.
gì đâu. Không, tưởng sát thôi mà. Tao đâu có khóc. Dạ bác sĩ, Minh Thành nó ngủ rồi hả bác sĩ? À, tôi tiêm một liều thuốc an thần cho cậu ấy rồi. Dạ. Hiện giờ cậu ấy đang ngủ. Và tôi cũng kê một to thuốc uống trong vòng 3 ngày sắp tới. Khi nào mà cậu ấy thức dậy á, phiền chị cho cậu ấy uống nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Nửa đêm nửa hôm mà làm phiền bác sĩ đến đây trị bệnh cho nó. Đã vậy còn thúc trực từ đêm cho tới sáng nữa. Không có gì đâu chị à, đó cũng là trách nhiệm của người thầy thuốc mà. Với lại á, là sau khi mà dùng hết 3 ngày thuốc á, chị nên cho cậu ta đi tái khám nha. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Đây là bác sĩ trị bệnh cho Minh Thành đó. Dạ. Chào hai em. Chị ơi, dạo này thời tiết của mình á đang bắt đầu vào mùa mưa, cho nên tính tình của cậu ấy á có thể thay đổi một chút. Nhưng mà chị yên tâm đi, tôi đã ra một cái phác đồ điều trị riêng cho cậu ta rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thôi bây giờ cũng không có gì, thôi xin phép chị với hai em tôi về nha. Dạ. Dạ dạ, bác sĩ về cẩn thận ạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ cô, chú Thành bị trầm cảm gì lâu chưa cô? Mười mấy năm rồi con. Tội nghiệp chú quá. Bữa tụi con qua xem nhà, sao cô không nói tụi con biết là có chú ở nhà. Tụi con qua ăn ngủ chia sẻ với chú cho chú đỡ buồn. Ban ngày á, nó ngủ suốt rồi con ơi, bị stress. Ban đêm đâu có ngủ được, thức suốt à. Đã vậy, mỗi khi mà nó nhớ tới chuyện cũ là nó khóc. Tội nghiệp lắm. Mà con biết không, đặc biệt là những đêm mà trời mưa gió sấm sét nha, nó sợ lắm. Nhất là đêm hôm nó cúp điện, con biết không, nó ngồi thu lu trong góc tối, nó khóc. Vậy sao cô không qua ở cạnh với chú Thành? Cô còn có gia đình đó, thỉnh thoảng cô nấu đồ ăn cô đem qua cho nó. Đêm hôm nó gọi điện nó khóc mà cô không biết sao hết trơn. Tại nhà cô mấy đứa con nó đi chơi hết, có mình cô ở nhà, cho nên cô mới gọi bác sĩ đến đây á trị bệnh rồi sẵn coi nó luôn đó. Vậy chú Thành có vợ không cô? Có, mà cũng như không hà. Ôi trời, cái cuộc đời duyên phận của nó đó, kể 3 ngày 3 đêm cũng chưa có hết rồi đó. Ủa, sao gọi là duyên phận hả cô? Bình thường người ta gọi là số phận phải không tụi con? Nhưng mà chú Thành bây á đặc biệt lắm. Bóng. Cho nên cô gọi là duyên phận. Giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba đó. Mà giới tính thứ ba của người ta đó, người ta vui vẻ, người ta tung tăng lắm. Còn nó đó, mang đầy tâm sự cho nên á bị bệnh là vậy đó. Tội nghiệp. Cô vậy chứ giỏi lắm nha. 16, 17 tuổi nó ra đời kiếm tiền được rồi đó, giỏi lắm. À chị hai, chị ba. Trời ơi, tính qua kiếm hai chị mà không ngờ gặp hai chị ở đây luôn. Chuyện gì? Thì em tính thì em định giới thiệu cái loại kem mới của em trong hai chị bán á mà. Kem mới nữa hả? Kem gì? Thương hiệu gì? Kem chuối. Chuyện gì? Kem đậu sao là kem chuối được vậy? À không không không, ý em nói á là kem này á là hương vị của chuối chứ không phải là kem chuối mình ăn đâu. Ừ. Nhưng mà đợt kem trộn trước em bỏ vào tụi chị đã bán hết đâu, còn đống kìa. Ừ. Sao tụi chị dám nhập thêm nữa? Trời, sao kỳ vậy ta? Em bỏ cho mấy bà dưới chợ á, mấy bà bán chạy lắm. Mà mấy chị có tư vấn kỹ không? Kỹ sao không kỹ? Nhưng mà khách hàng họ phản ánh, họ nói da họ bị ngứa, bị dị ứng quá trời luôn kìa. Dần sau, đợt vừa rồi á, cái kem của em á trộn cái loại gì mà người ta sức vô người ta phản ánh là người ta bị dị ứng kìa. Kem đánh răng. Ê, làm nói gì kỳ cục vậy? À không 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 không, em nói lộn. Ý của em nói là trộn á hương liệu của kem đánh răng sức vô á cái nó the the vậy đó, chứ không phải trộn kem đánh răng đâu. Thôi đi, em nói công ty em đổi nguyên liệu khác đi.
chưa? Thôi khách hàng tẩy chay đợt kem trộn này, tụi chị ôm một đống luôn, chết à. Nhưng mà em nói với chị nghe nè, mình bán á là mình phải á hả, mồm mép, mình phải lương lẹo, mình phải lật qua, lật lại thì người ta mới tin mình. Nói thì sao? Nói tụi chị nghe thử đi. Ừ. Thì bây giờ á mình nói vậy nè, trắng á là do kem, còn tèm lem á là do cơ địa. À. Thấy chưa? Mình nói vậy ai mà không tin. Đúng là bóng mà. Bóng mà nói làm sao cũng được á. Miệng nó dẻo thấy sợ, nó lật qua, lật lại. Cái gì cũng không nói được hết trơn. Ai bóng? Ở đây ai bóng? Bóng ai? Ai bóng? Dạ đâu có mà, mấy chị nói kem của con bán á, sức lên da mặt á, nó bóng. Con của má là con trai. Đúng mà rồi. Ai mà nói con bóng nó ngang, má tì mỏ họ bây giờ á. Đúng nha. Rồi, con men vậy mà sao bóng được luôn. Đúng rồi, mấy chị thấy không? Con của tôi nè, tôi đẻ nó ra, mắt mũi tay chân có đàng hoàng, ngay cả cái chỗ đó bù lon con tán nó cũng có luôn nữa. Đúng ai rồi. Mà nói con tôi bóng là không có giỡn mặt với tôi đâu à nghe. Ừ thì không bóng, nhưng mà sự thật á thì nó cũng là sự thật. Sự thật thì là vậy. Sự thật là tôi sẽ cưới vợ cho con tôi và vợ của con tôi nó sẽ đẻ cho tôi một đội bóng. À không, 11 thằng bóng. À không phải, 11 thằng đá banh. Chúc cho cái ước mơ của chị có được 11 cầu thủ đá bóng ha, đá banh. Thôi sao cũng được. Đi. Nhiều chuyện á con ha. Đúng rồi, con vậy mà sao bóng đúng không má? Con đâu có bóng. Con trai vậy mà. Thôi con đi nha má. Con đi đi con. Con biết không, vào thời điểm đó đó, xã hội dư luận á, người ta lên án dữ lắm, không có chấp nhận giới tính thứ ba, cho nên tội nghiệp Thành lắm. Hãy nó đi thôi chứ về nhà là nó gồng dữ lắm. Nhưng mà theo con thấy á, những người giới tính thứ ba đại đa số họ rất là thành công. Dạ đúng rồi đó cô, con thấy những người chú Thành á luôn bị chỉ trích nè, kỳ thị nữa, nhưng mà ông trời sẽ phú lên cho họ một cái khả năng để họ tự dựng lên. À cô, hôm qua con vô phòng chú Thành á, con thấy trong phòng chú có treo 4 bộ đồ Tề Thiên nè, Sa Tăng, Chư Bát Giới với Đường Tăng nữa. Đó là những bộ phục trang mà Thành nó diễn trích đoạn Tây Du Ký đó. Con biết nó vô vai gì không? Đường Tăng Thỉnh Kinh hay lắm. Chú Thành cũng biết hát cải lương nữa hả cô? Mê lắm, cho nên mới bỏ tiền đó làm đoàn tiếng hát Minh Thành đó con. Tháng sáu trời mưa không dứt. Trời không mưa, con cũng lại trời mưa. Giả dạ, cái miệng mà quá à. Gì vậy? Đang hát à? Mình đang hát, bà rảnh mà bà đi đoàn hát người ta mà bà cầu cho trời mưa. Mà trời không mưa bà lại cho trời mưa rồi hát làm sao? Ai mua vé vô? Trời đất ơi, Úc Lùng ơi, mày nghĩ đi, hôm nay tao có lại ổng đâu mà ổng cũng mưa liên tục kìa. Giờ tao buồn quá, tao phải lại đi, lại cho ổng mưa đi. Thôi được rồi, miệng mà bớt nó xui đi. Muốn chết, rầu muốn chết đi. Ê, ngắm cái trời hôm nay mưa không? Nhìn nữ coi. Thấy trời ui ui, tôi cũng nghi lắm. Hôm qua coi dự báo thời tiết. Sao rồi, coi sao? Có mưa vài nơi, gió cấp 6, giật trên cấp 7. Biển động nhẹ. Anh nhưng mà cũng hên á là biển động nhẹ, chứ biển động nặng một cái là coi như xong phim. Yên tâm đi, ở đây đâu có biển. Ê. À quên ta. Vậy mà vì câu nói bị đông nhẹ, bị đông nặng mà tôi ngủ không được nguyên đêm á. Bởi vậy tao rầu cũng chết. Tôi còn đang lo cái câu mưa dài nơi nè. Mưa dài nơi. Mà nó rơi ngay chỗ này coi như là banh xác luôn á. Úc Lùng, tao lại mày đừng có nói cái câu đó nữa. Xui xẻo. Cái gì? Nãy giờ nói nghe xui xẻ là nghe hay rồi, tự nhiên mưa rơi ngay chỗ này. Bỏ cái chữ chỗ này nha. Tôi có nói cái gì cái cũng không bằng cái câu của bà lại trời mưa. Mệt quá mẹ. Dạ, con là ông bầu của cánh hát Minh Thành. Con giấy ông con thắp ba nén nhang, giấy tội nghiệp phù hộ cho con. Trời hôm nay thật là đẹp, thật là tốt, để cho khách tới nườm nượp, để con có tiền con trả cho các nhân viên, anh em nghệ sĩ. Chứ ế quá, con trả đờ mi nó bỏ con hết à. Ô, tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Mình nói nghe có tiền cho mượn. Trời ơi, bà nói chuyện trời ơi. Thế hả? Tôi cũng đi mượn khắp chốn luôn, không có. Giờ bà mượn ngược lại tôi, bà rảnh quá. Đất ơi, giờ không có tiền ăn nữa, ăn sáng nữa thì cũng phải nói cho sáng thấy cái bà gánh cái sầu bắp thôi mà ta thèm muốn chết mà không có tiền mà mua ăn á. Thôi bà bơ sữa nhiều rồi, bà bớt đi cho ốm ốm lại nha. Ui, khổ nổi người mập mà hay thèm đi chứ mới khổ. Ui, nghèo thèm ăn chi cho nghèo thêm. Mệt quá.
Hả? Nghe không? Ông bầu cũng lại bài hải ở trong kìa. Quá mệt mỏi. Thiệt tình. Trời đất ơi, tụi bay thiệt tình á, làm ăn kiểu này là chết tao rồi. Bây giờ mà còn chưa quảng cáo gì hết trơn vậy? Sĩ khoan, cái chuyện mà bán vé là ông bầu giao cho con rồi. Còn cái chuyện quảng cáo là của Mỹ Sĩ, sao tự nhiên gala con là sao? Đúng rồi. Trời ơi, thì phải tập trung lo với nhau chứ. Mỹ Sĩ đâu? Mỹ Sĩ hả ông? Mỹ Sĩ xỉn rồi. Quá cần câu. Trời, sao vậy? Thì đã nói là xỉn hay sao vậy? Chắc nhậu cả đêm thôi không ấy. Tôi vô tôi kêu chắc. Thôi, tôi lại bà. Trời ơi, cái thằng này nó mà xỉn sang, nó chạy tới chạy lui, nó mà lái tầm 7 tầm 3, công ăn thổi là không có được đâu. Vậy giờ sao ý ông muốn làm sao? Rồi bây giờ trong đội còn ai nữa không? Còn ai làm gì? Biết lái xe không mà chị? Trời ơi, sao không biết? Trời ơi, nó giỏi lắm á. Phải không? Khùng à. Gì khùng? Bán vé, lương chưa đủ trả tôi, giờ lái xe nữa, lấy đâu ra lương ông trả tôi? Trời ơi, an tâm chuyện đó đi. Tôi không dám an tâm đâu, trời ơi. Nợ nần chồng chất mà an tâm. Thôi, tôi đâu phải sinh ra làm từ thiện đâu bà nội. Một người làm công hai ba việc, ổng sao bồi dưỡng cho? Trời, không dám đâu. Này nè, yên tâm đi, ông bầu biết điều lắm. Có những thứ tình cảm không thể đong đếm bằng tiền đâu. Không, đây không quan trọng tình cảm nha. Nha, tình cảm nhiều lắm rồi, bây giờ là tiền bạc. Nhìn cho tôi chút xíu tình cảm đi. Rồi, đó anh hứa trả nha. Yên tâm đi. Thấy thương bầu quá à. Vì anh em trong đàn mà người ướt đẫm mồ hôi. Ê, mà không được. Sao vậy? Biết thì biết lái xe đó nhưng mà không lái được. Sao mày hay chứng quá. Chứng cái gì? Có nhiều cái tao thấy mày cũng dễ thương, có nhiều cái sao mày chứng mà tao không đỡ được à. Thường ngày đó ông nội bảy xị ông nằm một đống, ông xỉn, ông có chạy quảng cáo gì được. Mày nhảy lên mày chạy mày quảng cáo không đó sao? Trời ơi là trời, bà không có biết cái gì hết. Ông ngồi sau lưng ông xỉn tôi giả bộ đi cấp cứu, người ta mới cho chạy bộ. Là vừa chạy vừa la cấp cứu. Ai bắt, hiểu không? Bây giờ mày cứ chở ông bầu, mày nói gì cấp cứu đi. Thôi, trời, tự nhiên chở ông bầu cấp cứu, người ta tưởng có bệnh á, không được đâu mà nội. Chở đi. Anh dưới quê ta có bằng lái ghe mà. Cứ chạy đi, có gì công an thổi, để bầu lo cho. Tôi năn nỉ được không? Ừ, được. Công an mà bắt tôi là ông thền cho tôi á. Gì thền? Thền chứ tiền đâu ra là đóng phạt. Đền chứ thền gì? Ở dưới quê tôi dùng từ vậy đó. Trời ơi, thiếu điều tao muốn lẹo lưỡi với mày luôn á. Cái vụ tiền bạc để bầu lo cho. Chắc cô à? Chắc xong chắc. Chắc cô đi. Mày chạy xe phải không? Tao quảng cáo phải không? Ừ, đi. Trời ơi. Bầu với lính bầu, hai người khiền y chang. Lo, còn cái lương tiếng hát Minh Thành. Xin thương quan chào đón quý vị với một vở tuồng đặc sắc có 102. Một vở tuồng được mang tên Đứa con bất hiếu, sẽ làm cho quý vị hài lòng từ màn đầu cho đến màn cuối. Trời đất ơi, cái gì vậy? Phải nào. Đang đi quảng cáo mà tự nhiên mày dừng xe giữa đường vậy hả Út Lùng? Con thắc mắc là con phải hỏi liền chứ không có chạy được nữa. Mà hỏi cái gì? Bây giờ tối nay là diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt. Mà bây giờ ông bầu tự nhiên giới thiệu đứa con mất hiếu, làm ăn mất uy tín vậy sao được? Đúng là mình diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt, nhưng mà mày biết không, mình đã diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt 3-4 đêm rồi, mình diễn nữa ai coi? Mà nó coi đó. Ủa, cái gì mà không phải là uy tín hàng đầu chứ? Bây giờ làm vậy rồi sao được? Với lại bây giờ là cái tù đứa con bất hiếu với cái tù Tô Ánh Nguyệt nó liên quan nhau cái gì mà bây giờ giới thiệu cho người ta rồi người ta nói rồi sao? Trời ơi, mày không biết cái tù Tô Ánh Nguyệt có cái đoạn đó hả? Cái đoạn mà thằng Tâm nó tới nhà nó chửi mẹ nó đó. Mày biết không? Thằng Tâm nó chửi mẹ nó, mày nhớ không? Ủa, Tâm chửi mẹ liên quan gì tới đứa con bất hiếu? Thì nó chửi mẹ thì nó được đứa con bất hiếu. Rồi. Nhớ không? Ê cha, tính ra ông bầu cũng thông minh dữ á. Sao không thông minh? Nó cái sáng trưng liền luôn á. Thôi thôi, đọc lá tiếp đi. Được rồi. Kính thưa bà con, cô bác và các cụ già cùng các em nhỏ, tối đêm nay vào lúc 8 giờ tại đình Tân Liễu, ấp 2 xã Cây Trâm, đoàn cải lương tiếng hát Minh Thành xin hân hạnh giới thiệu một vở tuồng mới có 102, Đứa con bất hiếu, với dàn âm thanh ánh sáng tân kỳ tân quý. Vậy gì kỳ ấy? Đang quảng cáo mà. Tức là dàn âm thanh ánh sáng hiện đại tân kỳ. Ba đâu ra tân kỳ tân quý vậy ba? Lộn. Để tao giới thiệu lại. Với dàn âm thanh hiện đại, ánh sáng tân kỳ, chắc chắn sẽ làm cho quý vị hài lòng từ màn đầu đến màn cuối. Đêm nay đoàn của chúng tôi có tăng cường các nghệ sĩ lạc lối đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì mà từ nãy vậy? Giáp da giáp giáp hoài vậy trời. Dạ cha ơi cha, nghệ sĩ lỗi lạc. Qua cái miệng cha còn lạc lối đi đâu?
Lộn lộn lộn. Ôi sợ cháu quá trời ơi. Giới thiệu lại phải không? Lại đi. Lo, đoàn chúng tôi có tăng cường các nghệ sĩ lỗi lạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hay, hay rồi đó. Đồng tiếp đi Bảo. Rồi. Cái gì vậy? Út Lượng, trời ơi, mày nghĩ sao mày chở tao tới cái đồng ruộng trống rỗng vậy? Quả cáo ai nghe? Trời ơi, bởi vậy thiệt là chán thiệt. Con chở ông bầu vô đây là lý do là tại vì sao những cái chỗ mà đồng ruộng mênh mông vậy á thì cái tiếng loa của mình nó mới phát, nó mới vang xa, bà con cô bác người ta mới nghe, người ta mới đi coi mình, hiểu không? Vậy hả? Với lại cái giờ là cái giờ bà con đang đi làm đồng, mình ra đồng mình đọc quảng cáo, đúng rồi. Vậy, vậy thôi, quảng cáo tiếp nghe. Mày giỏi á, mày giỏi, tối nay tao lên lương thấy cho không? Mày. Hả? Đi. Rồi đi. Rồi, chạy đi. Trời ơi, sao vậy? Út Lượng, xe đó nó bị sao vậy? Hả? Bồng ơi. Cái gì? Báo tin mừng. Tin gì mà tin mừng? Hết xăng. Giờ sao? Mọi chuyện khó khăn cứ để Út Lượng lo nha. Còn ba cái nhẹ nhàng để bầu lo nha. Rồi bây giờ. Rồi giờ sao? Út Lượng đọc quảng cáo nha. Mày đọc quảng cáo phải không? Rồi bầu ở sau đẩy xe. Hả? Trời ơi, mày nghĩ sao tao đẩy xe? Ừ, ngoan đi, rồi tối bớt lương cho. Nha, gắng đẩy đi, giả bụng nha. Hứa nha. Hứa mà, trời ơi. Hứa nha. Trời ơi, hứa. Được rồi. La. Tối đêm nay, vào lúc 8 giờ, đoàn cải lương Minh Thành sẽ lên mở. Cải lương được mang tên Đứa Con Bất Hiếu. Mở cải lương được quy tụ những tài danh sân khấu. Được mang tên. Trời ơi, ông ơi. Đẩy hoài sao xe không chạy vậy? Đẩy không có lực, có sao xe chạy được. Tao đẩy trời cái này đi đi mà. Trời, tao bệnh tim mà. Cha, quên cài số quên kìa. Trời ơi, Út Lùng ơi, Út Lùng. Rồi. Xong chưa? Rồi, tiếp tục. Đẩy. Đẩy đâu vậy? Loa. Đoàn cải lương Minh Thành xin trân trọng thông báo vào lúc 8 giờ tối hôm nay sẽ diễn ra vở cải lương được ba tên Đứa Con Bất Hiếu. Vở cải lương quy tụ vàng ngôi sao tài danh sân khấu Làm Mưa Làm Gió. Trời ơi, trời ơi. Út Lùng ơi, sao chạy chỗ sình không vậy? Trời ơi là trời, sao đi rồi không có nhìn để đạp chân vô sình vậy? Trời ơi, mày làm vậy chết tao rồi Út Lùng ơi. Mày gán chịu cực đi rồi tối nay mới có khán giả nha, ông tổ mới thương. Thôi đẩy tiếp. Thôi, tiếp tục đi, bức bội quá. Né con ra coi chừng dơ con nha. Rồi đẩy đi. Loa. Đoàn cải lương Minh Thành vào lúc 8 giờ tối hôm nay không phải là tối ngày mai, chắc chắn không phải là tối ngày hôm kia. Ba, đây nè, đồ của má đây nè. Ừ. Coi con có bỏ hai cái chai thuốc sung không phải bổ xương cho bác Sáu mày không? Dạ có, đầy đủ hết trơn rồi má. À vậy ha. Má đi có mấy ngày sao má mang đồ theo nhiều dữ vậy? Trời ơi, cả chục năm rồi mới được về quê. Về lần này tao ở một tháng nhưng mà mới đã luôn vậy đó. Dữ vậy. Với lại sẵn là bác Sáu có điện thoại nói là về đám dỗ bác Sáu gái vậy luôn. Dạ. Nhắc tới bác Sáu còn mới nhớ. Sao con? Chắc giờ Mỹ Lan nó lớn lắm mà má. Thì đó, má về là cũng mục đích đó đó. Má muốn nhắc là với bác Sáu bây là chuyện của con Mỹ Lan với thằng Thành nhà mình nè. Má muốn cưới vợ cho con Thành. Thì đó, lời hứa hồi xưa mà. Má. Sao? Thành nó đi hoài à, nó đi suốt luôn, có bao giờ nó ở nhà đâu mà má cưới vợ cho nó. Thì nó đi đâu nó đi, nó làm gì nó làm kệ nó, miễn là biết đâu chừng khi nó cưới vợ nè, rồi nó có con rồi nó ở nhà sao con. Nhưng liệu tánh tình nó vậy nó có chịu lấy vợ không? Ôi bày xong tính tình gì kệ nó làm gì nó làm, miễn nó đẻ cho tao đứa cháu nội là tao vui rồi. Đẻ được không? Hên xui. Mẫu nước đi chị Tám. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Hồi xưa bà mà chịu tôi á, bà cũng lại cử quyền thất tổ tôi vậy rồi. Anh này sao anh nói gì thiệt á. Đây đây. Dạ, con mời tí ăn bánh. Con mời bác ăn bánh. Cảm ơn con. Dạ con xin phép. Nhỏ càng ngày lớn xinh ghê nơi vậy anh Sáu. Trời, đó là tinh hoa giữa tôi và vợ tôi kết hợp lại những điều đẹp đẽ nhất dồn vô cho nó. Quá, anh làm quá. Được con mình nó đó. Dạ. Anh Sáu, hồi đó đó, anh với em á là... Lớn rồi, anh với em gì nữa? Tôi, anh với tôi đó, với lại chị Sáu vợ anh nè, ba đứa mình á
là cùng chơi chung với nhau đúng không? Bậy. Còn thiếu người nữa, chồng của cô nữa. Bốn đứa mình chơi chung với nhau. Tôi nói thân thiệt là thân vậy đó hà. Đó, chơi thân quá. Nói nào ngay lúc đó đó, tôi cũng thích bà thiệt. Mà hai đứa tụi tôi nha, đặc biệt cái là hai đứa tụi tôi yêu cũng mình anh. Yêu mình tôi? Yêu mình anh á. Bà với vợ tôi yêu mình tôi. Nhưng mà sao cuối cùng tôi hỏi bà tại sao? Tại sao bà lấy thằng cha tám? Tại vì chả bự con hơn tôi gì. Hứa anh này nè. Đó bự con đó, giờ đi sớm rồi đó. có một lần á, trời ơi nó không dằn được cơn ghen, đi trên đường đê nè, tôi chạy xe đạp tôi thấy ông với bà chị Sáu nè, tôi thấy ông bà dằn không được cơn ghen, tôi đạp ông một đạp, ông lọt xuống dưới sình đó, ông nhớ không? Cái gì? Hả? Lúc đó là bà ghen thiệt á hả? Ghen thiệt đó chứ, giờ mới nói ra đó. Trời mẹ ơi, ai mà biết đâu, tưởng đâu bà bị quán gà, bà đâm vô tôi, ai về bà ghen. Tôi mà ngày xưa tôi biết bà yêu tôi á thì cái chuyện nó đã khác rồi. Nhưng mà không, nói chung là người tính cũng không bằng trời tính. Mình không có duyên số làm vợ chồng, cuối cùng bạn lê ông Tám nha. Cho nên đó là hai đứa tụi tôi lấy nhau rồi cái đi lên trên Sài Gòn lập nghiệp. Rồi mười mấy năm sau anh với lại chị mới là lấy nhau. Thì đám cưới bà dù hận hận buồn buồn nhưng mà buồn trong lòng nhưng mà vẫn đi đám cưới thôi mà. Thì đó, rồi bây giờ chị chết nè, rồi tôi cũng quá chồng nè. Thấy anh cảnh gà trống nuôi con cái tôi tính là về đây để mình hàn gắn lại cái mối tình năm cũ giữa anh với tôi đó, rồi để tính bước thêm bước xa nữa. Tôi lại chị vậy ta? Gì anh? Tôi lại chị. Sao? Chị nhìn thân thể tôi đi. Sao vậy? Vợ tôi nó xài hao quá rồi, bây giờ không còn cái gì nữa đâu. Đừng nghĩ tới tôi. À, hay là anh đã có chỗ khác rồi cho nên em trở mặt với tôi đúng không anh Sáu? Không. Chứ sao? Tôi không có. Không có hả? Hay là anh, tôi về lần này ha, mà anh từ chối tôi nói là tôi giận anh dữ lắm đó nghe anh Sáu. Thôi mà bây giờ mình lớn hết trơn hết trọi rồi, tôi còn sức khỏe đâu nữa mà thôi bỏ cái chuyện đó đi. Sao bỏ chuyện đó được? Nói chung là tôi thôi đừng có tính cái chuyện đó. Tôi nói thiệt chứ tôi không có nói giỡn nè. Tám, tôi cũng nói thiệt nha, đừng có nhây nha. Nhây cái gì? Tôi nói đây là cái chuyện làm xui gia với nhau chứ mà giỡn hớt gì mà nhây. Cái gì? Chuyện mình tính chuyện xui gia nè, anh nhớ không? Bà làm tôi hú hồn vậy bà nội. Nghĩ gì? Tôi nghĩ cái chuyện bởi vì anh đó, tên tâm tánh của anh bởi vậy, anh nghĩ anh nhớ hồi đó không? Cái chuyện mà anh với ông nhà tôi hứa với nhau đó, anh nhớ không? Hứa nhớ. Với nhau làm xui đó. Nhớ rồi. Đó, bây giờ cái tính đó là tính chuyện xưa. Còn chuyện mới bây giờ là mình làm xui gia với nhau nè. Bước thêm bước nữa là làm xui gia nè. Ai biết? Tôi tưởng... Anh tưởng cái gì? Nghĩ sao vậy? Nãy giờ dắt tôi đi vòng hoài vậy đó hả? Để anh nhìn lại đi, cái tướng của anh bây giờ nè, 8 ngày dắt cũng không còn được một giọt nữa, chứ đừng có nói thân như con khô cá lẹm vậy, gió thổi còn bay nữa. Ở nó ham hố gì anh ơi. Bỏ qua chuyện đó đi, nhắc tới làm chi, đừng còn xí giả tôi. Biết rồi, tôi tưởng chuyện gì chứ thâu chuyện này được. Tôi nói chị nghe, thật tình ra đó là ngày xưa tôi với ông có hứa với nhau. Nếu mà gia đình á, mà hễ bên có đứa con gái, bên có đứa con trai, bên có trai, bên có gái gì đó thì mình sẽ mừng xui. Đúng rồi. Nói thiệt, tôi á thì vẫn ở dưới quê, chị ở thành phố. Sẵn cái dịp này là đám giỗ vợ tôi mới mời chị về đây. Nói nào ngay tôi cũng có một đứa con gái một hả. Tôi cũng muốn thực hiện lời hứa với ảnh. Thì giờ không biết ý chị làm sao. Thì bây giờ tụi mình á là bắt tay nhau đồng ý hết rồi đúng không? Bây giờ phải hỏi qua ý của ông Mỹ Lan coi sao đó, anh hỏi nó thử coi. Hen. Chứ mình đâu phải mình quyết mà không hỏi ý con đâu có đúng được. Đúng rồi anh. Lan à. Lan. Dạ. Lên tiếp biểu anh. Dạ. Dạ, dạ tiếp kêu con. Tí nói bà nghe vậy. Bữa nay á, cô Tám bày về đây. Ngày xưa đó, tía với cô Tám bày với lại bác Tám bày có hứa với nhau là sau này hai bên sẽ làm xui. Thì giờ tía nói thiệt, cái này tía không phải ép con, nhưng mà vì cái chỗ tình nghĩa và vì lời hứa của người lớn, tía cũng khó xử quá. Nhưng mà nếu mà con thương tía thì con thực hiện cái lời hứa đó cho tía được không? Bà nghĩ gì sao? Sao con?
Dạ, con là con gái của tía. Tía dạy sao thì con nghe vậy. Đó, thấy chưa? Con gái của thằng Sáu này mà, thấy không? thấy rồi. Chị thấy vậy là được rồi chứ gì? Dạ, được rồi. Bây giờ cái quan trọng là con gái của tôi nó theo ý tôi rồi. Bây giờ còn con trai của chị phải hỏi của ý của nó như thế nào. Cần gì phải hỏi ý nữa, tôi sẽ về Sài Gòn ngay. Tôi kêu thằng Thành xuống đây để hai đứa tụi nó giáp mặt. Cái gì về Sài Gòn liền á hả? Về Sài Gòn liền anh. Thôi ở chơi vài bữa rồi về kể nó chuyện tính sao. Anh Sáu anh biết không, thằng Thành của tôi nó đi hoài, nó không có ở nhà. Nó đi làm kiếm tiền, ở chỗ nào làm có tiền là nó đi làm kiếm tiền vậy đó. Cho nên tôi phải về trển, tôi kêu chị của nó nhắn tin về cho nó về đây. Dạ bác ơi, hay là bác ở đây chơi ngày nữa đi. Tối nay con với bác đi coi cải lương. Con nghe nói ở xã mình có đoàn cải lương Minh Thành về á bác, nghe nói hay lắm á. Con nói làm sao? Dạ. Đoàn cải lương Minh Thành. Dạ. Minh Thành. Cái gì vậy? Ừ. Vậy thì bác sẽ ở lại. Chết rồi mau ơi. Cái gì mà chết? Chết ngắt rồi. Cái gì mà chết ngắt? Một đống chân dừng vậy mà chết cái gì? Trời ơi, có cái chuyện này quan trọng lắm nè. Chuyện gì mà quan trọng? Rất là động trời. Thôi, cũng quan trọng gì hết trơn á. Miễn sao bán được vé. Có tiền vô nhiều là tôi khoái rồi. Lý lại qua bỏ đoàn đi rồi. Để ông bầu về Sài Gòn, ông bầu sẽ tìm một cô đào hát tầm cỡ như là cô Lệ Thủy gì đó. Ôi! Được không? Vậy hả? Được không? Được không? Như vậy giờ con tháo hình, con làm cô Lệ Thủy lên. Mình phải quảng cáo cho quanh Tráng Lệ lên. Cô Lệ Thủy về hả? Ừ, cô Lệ Thủy. À mà không phải, ý là cháu của cô Lệ Thủy. Trời ơi, Lệ Thi á. Ước gì nhan sắc của ta được như ngày xưa. Ta sẽ làm vua một cõi. Làm một cái gì đó để cho đàn em ta no cơm ấm áo, ta sẽ lưng lại. Ủa là ý năm là sao? Là đào chánh. Trời ơi đào chánh luôn. Dạ dạ chị, Thi là con dâu của chị đó. Con dâu của chị có nghĩa là chồng của Thi là con của chị. Đúng rồi, thì không, chồng của Thi là chồng con của chị mới là con dâu của chị. Dạ đúng rồi. Dạ chị cho hỏi là chị sinh anh năm mấy? À vậy là mấy đứa thắc mắc cái chuyện này phải không? Dạ. Chồng Lệ Thi là con nuôi của chị. Sao qua lúc uống nước không nói là con nuôi mà là giới thiệu không có chữ nuôi trong đó, có riêng cái chữ nuôi không mà đêm qua giờ con ngủ không được á. Ủa mà chị là ai vậy? Dạ gặp bộ cánh hát Minh Thành đi làm gì? Dạ xin vé mời. Chị nghĩ sao tôi vậy đây mà không có đủ tiền để mua cái vé đi coi hát đâu mà phải đi xin hả chị? Ai biết được. Dạ. Mà chị là cái gì của Minh Thành? Dạ là má của bầu á. Má của Minh Thành. Dạ đúng rồi chị. Đời thấy vẫn ngộ quá. Dạ sao ngộ mấy chị? Mấy bà già cái chúng ta cha bầu cánh hát cái nghệ sĩ nổi tiếng cái làm má làm mẹ. Dạ cái đó khác à, còn cái này khác. Nếu chị là má của Minh Thành á, tôi nói thiệt với chị á. Sao chị? Tôi đi đầu xuống đất. Vậy đó hả chị? Ờ. Bây giờ con có chịu về có vợ hay không? Dạ má, cho con thời gian. Bao lâu? Để con thu xếp đồ xong rồi con về với má.